anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em ngày hôm nay. Đầu tiên kính chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe anh em nhé. Cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người vừa qua đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ em. Thì hôm nay em lên cho anh em bốn chú chim Lào anh em nhé. Bốn chú chim Lào cực kỳ vip luôn, cực kỳ đẹp luôn. Em mấy ngày vừa rồi em đi xa, em đi tuyển ấy. Nói chung là chỉ có bốn em thôi anh em ạ, không có nhiều. Anh em nhanh tay nhé. Tóm lại là bốn em chim này từ bóng bộ đến cái phẩm chất, em dám can đoan với anh em là hàng cực kỳ gọi là có tố chất để về cho anh em vô chơi anh em nhé. Đây, trên màn hình đầu tiên này em số 1 này, một em màu lân anh em nhé. Màu lân gốc màu dày vuốt theo gáy. Em này cực kỳ mau luôn, cực kỳ mau chim. Giọng chim ở vùng Lào này thì giọng nó lên 4567 anh em nhé. Nó lên 4567. Chung chim giọng vùng này cực kỳ gắt, cực kỳ hay luôn. Chuông. Chung là cũng rất chìa lâu rồi. Em nhớ là không nhầm là cũng phải khoảng tầm vừa rồi, năm vừa rồi cũng mới được có đâu 1 hay 2 con thôi. Là chim của Lào thôi, gần như không có đâu. Đấy, anh em cứ đón xem nhé. Đây em số 1 em cũng báo giá công khai cho anh em. Clip thì em quay rất chi là gần, anh em có thể là tự thẩm được. Bóng bộ em không cần quảng cáo nhiều. Em chim số 1 này là em chia sẻ lại cho anh em với giá là 1.600.000 anh em nhé. Giá cực kỳ hợp lý để về cho anh em bầu chơi. Riêng chim hôm nay em chia sẻ lại cho anh em giá cực kỳ hợp lý. Em số 2 anh em này. Em số 2 là một em màu. Bây giờ nó chưa lên hết bộ thì nó là gọi là tê cái ngựa anh em nhé. Em không dám nói là lân tê, nhưng lên bộ là cũng chắc chắn là nó sẽ là lân tê. Em màu nó chồng bên trước nó cũng không bao giờ cụp màu được. Những dòng màu này thì không bao giờ có từ cụp được. Đấy, em chim số 2 này là em chia sẻ lại cho anh em với giá là 1.800.000 anh em nhé. 1.800.000. Em này thì em tê cái ngựa, bộ to dài, trường chim. Nói chung là hầu to, ngực lở. Em tuyển chim rất chi là kỹ, đâm ra là anh em cứ yên tâm về cái bóng bộ rồi cái chất chim em tuyển, anh em không phải lo. Đây, anh em có nhu cầu bảo tồn em nào về gột khai thác thì cứ nhấc máy alo trực tiếp số điện thoại em để dưới góc màn hình anh em nhé. Anh em đón xem clip của em thì bớt chút thời gian ủng hộ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh anh em nhé. Đấy, ngựa rất chưa đẹp luôn anh em ạ. Nói chung bốn em chim ngày hôm nay là anh em nhìn là anh em mê à. Bốn em chim đều đẹp anh em ạ. Mỗi em nó có đẹp theo một cái vẻ riêng. Chim chưa tắm táp gì. Quá đẹp luôn anh em ạ. Đây, em quay nhà này rất chi là chi tiết rồi. Anh em có thể tự ngắm được rồi. Không cần giới thiệu rơi về em gì cả. Con chim nó như thế nào thì nó trên clip đúng như thế. Và đây là em số 3 anh em này. Em số 3 là một em màu đá lân. Nhưng màu em này thì cao, cực kỳ cao anh em nha, cao chót vót luôn. Cực kỳ cao luôn, yếm đen kít, yếm đậm, bộ to dài, lông mỏng, mặt dữ, mỏ mỏng tang luôn. Rất chi là đẹp anh em ạ. Quá đẹp luôn. Đấy, em số 3 này này, em chia sẻ cho anh em với giá là 1.600.000 anh em nhé, 1.600.000. Giá quá hợp lý luôn. Thì những em chim này và anh em gột lên anh em chơi thì lực nó rất chi là bền. Thứ nhất là nó lông mỏng, trường chim dài đòn, cao cầu. Thì những con chim như này anh em gột chơi nó rất chi là thích, nó mau chim. Đấy, em số 3 này là 1.600.000 anh em nhé, 1.600.000. Quá đẹp luôn. Em cứ quay tách đỏ rất chia to anh em nhỉ. Tách đỏ to, mỏ mỏng, hầu to. Đấy, yếm rất chia đậm nha. Yếm đậm, đậm, to. Chứ không phải là gọi là tí tí yếm đâu. Đây, và em cuối cùng của ngày hôm nay anh em nhé, em số 4 là một em màu đinh nhá. Nhưng cái mẫu chim này em mới thích này. Màu đinh này. Mẫu lang chim này em rất chia thích. Thứ nhất là cái bóng hình thể, bóng bộ nó cân đối.
màu đinh nó dày cộp luôn, đầu to siêu dày luôn, cái màu đinh nó dày cả cái đầu mấy cái bộ màu mấy cái form người nó cân đối quá vip luôn. Đấy, em số 4 này này em chia sẻ lại cho anh em giá là 1,7 triệu anh em nhé, 1,7 triệu. Đấy, anh em yêu quý em nào thì cứ nhắn alo trực tiếp số điện thoại của em. Anh em nhớ cho em xin một nút like, một cái đăng ký kênh để kênh của em ngày càng phát triển hơn anh em nhé. Thôi, clip em cũng xin kết thúc tại đây. Chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hẹn anh em vào clip tiếp theo của em.